Hello anh em, tôi là Vinh. Sau đây mình sẽ làm một cái video nhanh để giới thiệu anh em những cái thùng mới của hãng Trooper Pre-Tool vừa về kho của mình luôn. Thì đây là những cái thùng rất là hot. Nói chung là lần nào mình về mình bán trong vòng khoảng 2 ngày là hết. Và thật sự hãng cũng không về nhiều, lý do là cái thùng này rất là chiếm diện tích. Người thấy đây có 20 cái thùng thôi mà nó chiếm gần cả một cái kiện pallet hàng như thế này thì nó sẽ rất là tốn cái diện tích cho cái hãng người ta nhập về. Nhưng mà tại vì cái hàng này bán cũng chạy nên người ta vẫn nhập. Chứ mà nhập này mình thấy không lời, tại vì thật sự nó rất là bự và cồng kềnh. Cái thùng bên trong nó rất là to, anh em có thể bỏ hàng đóng đồ chậm nhưng mà người ta không thể nào mở cái thùng ra để bỏ đồ chậm được, tại vì đây là thùng mới. Thùng này là thùng 23 inch. Thì cái thùng này á nó rất là rộng và rất là bự. Một cái thùng như vậy của những cái hãng khác như của DeWatt hay là Stanley thì giá rất là mắc, nhưng mà cái thùng này giá chỉ có 410.000 thôi anh em. 410.000 cho một cái thùng 23 inch. Đó, thùng này là thùng cao cấp đàng hoàng nha anh em. Thùng này là thùng hương hiệu của Mexico, sản xuất ở đâu để mình coi coi. Mình nhớ là như là sản xuất ở Mexico luôn á. Cái thùng này rất là ok. Thùng này bán rất là nhiều và anh em mua cực kỳ nhiều luôn, cực kỳ nhanh luôn. Đây là cái thùng cao cấp. Ngoài ra thì mình có thêm một cái thùng gọi là cái thùng trung. Cái thùng này của hãng Pre-Tool, thùng này thì nó mỏng hơn, chất lượng nó không có bằng cái thùng của hãng Trooper. Nhưng mà nếu mà anh em sử dụng gia đình thì cái thùng này cũng là một lựa chọn rất tốt, giá thực rẻ lắm. 100-200 ngàn, cái thùng này rẻ nè, thùng này rất là ok. Rồi ok, nhanh tay nhanh chân chạy qua store là một để mua cái thùng này nha anh em. Số lượng có hạn thôi, chỉ có nhiêu đây thôi nè. Chỉ có nhiêu đây thôi và mình cũng đã đăng trên Facebook để anh em có thể đặt hàng trên website rồi. Thùng này lưu ý anh em mua mà ship tỉnh thì nó sẽ hơi mắc một chút tiền ship, tại vì sao, nó rất là cồng kềnh, rất là khó để gói những cái thùng này. Cái thùng này mình không thể nào để y như vậy gói đâu anh em, mình phải bỏ cho một cái thùng giấy rồi mình gói rất là cẩn thận, tại vì mình sợ vận chuyển nó bể nó vỡ á. Nên là tiền ship nó sẽ hơi mắc, anh em nào ở tỉnh mua thì chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó nha. Ok, tuyệt vời, ngắm mặt trời luôn. Địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0287300768. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 18:30 hàng ngày và từ 9 giờ sáng đến 9:30 tối hàng ngày, hoặc là từ 9 giờ sáng đến 18 giờ ngày Chủ nhật. Website là store.1.vn, anh em hãy tải app về để chúng ta mua hàng cách tiện dụng, có thể lưu được đơn hàng trong thời gian trong tương lai anh em mình triển khai tích điểm gì đó thì anh em có thể sử dụng những cái điểm mua hàng cũ, và đồng thời là các thông tin về hàng hóa, ship hàng hay là những vấn đề bảo hành, sửa chữa, đổi trả, anh em có thể truy cập lại để chúng ta có thể có một cái cơ sở để chúng ta dễ dàng chúng ta khiếu nại vân vân. Rất là dễ dàng. Cảm ơn, tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn lại.